Tiếp theo của top 5 doanh nghiệp bất động sản khu nghiệp còn nhiều quỹ đất nhất thì đó là BKMX, BCM với diện tích thương phẩm còn lại là 990 ha. Tiền và tương đương tiền của cái doanh nghiệp này là 3.105 tỷ. Tuy nhiên nợ vay của doanh nghiệp này cũng rất lớn là 15.848 tỷ. Chính vì thế cái nợ vay ròng của nó tương đương với 12.743 tỷ. Vốn chủ sở hữu là 18.407 tỷ, cũng rất lớn, đâu đó khoảng độ hơn 750 triệu đô. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp này thì rất lớn, lên đến 90.977 tỷ, tương đương với khoảng độ gần 4 tỷ đô. Và cái định giá PB, tức là định giá giá thị trường này, chia cho cái giá trị sổ sách của nó bằng 4,94 lần, là một mức định giá khá là cao. Thì đối với doanh nghiệp này thì nó là gần như là một ông trùm về bất động sản khu công nghiệp ở miền Nam, đặc biệt là ở Bình Dương. Tuy vậy thì có điều rủi ro của nó là nợ vay của nó tương đối nhiều, thì do đó nếu mà lãi suất tăng cao ấy thì rõ ràng là cái chi phí tài chính của nó cao. Và tiếp theo nữa là việc định giá ở trên thị trường của nó rất cao, nguyên nhân chủ yếu đến từ cái khối lượng cổ phiếu lưu hành bên ngoài của nó chỉ 1% thôi, đến hơn 1%, thì do đó là các có cái sự khan hiếm, chính vì thế nhà đầu tư đẩy giá nó lên rất là cao. Thì cái lợi của nó là một cái ông vua về phát triển bất động sản khu nghiệp ở Bình Dương. Tuy nhiên cái hại của nó là định giá lại tương đối cao và nợ vay tương đối nhiều.